等一下。Thiếu Nhi âm từng không phải là thần tài cho nó tìm, nhưng nó từng là người ba yêu thương và quan tâm cho tụi nó. Nếu anh không thể cho Nhi âm một tình cha thực sự, thì tôi xin anh đừng nhận nó nữa, để tránh sau này nó càng đau lòng hơn. Chị Linh à, em biết rõ ràng là tôi biết anh đã lo cho việc kia.